gỗ ghép miếng có giá lên tới 17 triệu trên một khối các bác nhé. À, đây là một sự thật mà bên em đã có phép tính đầy đủ cho cô ba anh chị. Ở đây thì hôm nay bọn em mua về hai tấm gỗ là gỗ cao su ghép miếng và phủ vân trên chất liệu gỗ gõ với giá là 890.000 trên một tấm, và bên em vị chi tính ra được là sẽ đạt được là 19 tấm. Có nghĩa là 19 tấm như thế này nó sẽ được một khối gỗ, và lấy cái giá 19 đó, lấy cái số 19 tấm mà nhân với cái giá mà chúng em mua là 890.000, vậy thì sẽ ra là 16.910.000, coi như là 17 triệu trên một khối các bác nhé. Nếu các bác không tin, các bác có thể đi mua những cái tấm gỗ gỗ ghép này, phủ vân gõ. Phủ gõ thì là 890 một tấm, nhưng mà nếu các bác mua phủ sồi hoặc là phủ xoan thì nó sẽ rẻ hơn, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 700 mấy một tấm. Tấm 18 ly nhá, tấm 18 ly. Đó, và sau khi chúng em nhân hết lên rồi, tính ra là 17 triệu một khối, một cái mức giá rất là bất ngờ nha, rất là bất ngờ. Và vì so với gỗ tự nhiên thì nếu như chúng em mua cái khổ khoảng chừng 50-60 thì đang mua cái giá tầm khoảng 30 ba mấy. Đó, 30 ba mấy. Vậy thì có nghĩa là nó cao hơn gỗ tự nhiên, cao hơn gấp đôi. Đó, nhưng mà cái vấn đề ở đây là chúng ta nói rằng với cái dòng gỗ ghép và phủ vân này thì đó là cái dòng gỗ hoàn thiện, có nghĩa là người ta đã xẻ thành phách hết rồi. 1m2 nhân với 2m4, dày 18 ly. Thì cái hàng này nó có một cái ưu điểm, đó là đem về thi công nhanh. Đó, thi công liền luôn, không cần phải chờ đợi và không cần phải bào mặt, chúng ta về và dùng ngay. Tuy nhiên thì chất gỗ của nó thì các anh chị cũng biết rồi, gỗ là gỗ ghép, đặc điểm chính xác đó là gỗ cao su ghép miếng và phủ vân. Các cái dòng này thì chỉ có nên là đóng vào một số những cái sản phẩm cần cái sự thi công nhanh thôi, và nó có một cái độ đảm bảo là với gỗ ghép miếng ấy, thì cái độ mà giật và co ngót của nó thì nó sẽ hạn chế hơn so với gỗ tự nhiên, an toàn cho các anh em khi đi thi công những cái hàng công trình. Một điều nữa là với các cái dòng gỗ ghép này thì khi mua với giá 17 triệu một khối thì chúng ta sẽ dùng hết 100%, không có phải loại bỏ đi bất kỳ một cái gì. Gỗ thì vuông thành sắc cạnh. Còn nếu mà chúng ta mua gỗ tự nhiên với cái giá như em có chia sẻ là giá gấp đôi so với giá này, thì chúng ta chỉ có thể lấy được đâu đó khoảng chừng 60-70% thôi, còn đâu đó là sẽ ôm tim và ôm giật. Thì nói chung thì tất cả nó đều có cái giá của nó hết rồi. Ở đây thì hôm nay chúng em đang làm một cái video, chúng em đang thiết kế một cái táp ly đầu giường, hay gọi là chiếc tủ đầu giường thông minh. Thì em có mua một ít gỗ về để làm lấy cái cho cô ba anh chị xem thôi. Nói chung là làm một chút để đôi khi mình cũng phải thử các cái dòng gỗ để xem nó như thế nào. Nhưng mà thực sự sau khi tính ra cái giá thì cảm thấy khá là bất ngờ. Và với cái dòng gỗ này thì nó là dòng gỗ ghép, cho nên về cơ bản thì nó không có đạt được cái giá trị bằng gỗ tự nhiên. Nhưng mà tính ra cái giá cũng khá là bất ngờ, 17 triệu trên một khối, cũng không phải dạng vừa nhé. Nếu mà nó là gỗ cao su không, chưa ghép, nó là cái gỗ thường thôi, thì nếu như giá trị của nó trên thị trường thì cũng chỉ đâu vài triệu trên một khối thôi. Đó, vài triệu một khối thôi. Đó, nhưng mà sau khi người ta gia công này, tẩm sấy này, ghép này, đó, rồi phủ một lớp vân gỗ gõ thật lên nữa, thì giá nó sẽ ra thành phẩm là 17 triệu một khối. Đó, một con số cũng khá là bất ngờ đúng không ạ? Chia sẻ cho mọi người về vấn đề này nhá. Để sau này các bác khi đi mua đồ gỗ ấy, nếu như các bác thấy những cái hàng gỗ tự nhiên ghép miếng mà phủ vân nó có cái giá như vậy thì các bác không bất ngờ. Nhưng mà nếu nó là cái hàng MDF phủ vân hoặc là các cái dòng Oken phủ vân thì các dòng đó nó sẽ rẻ hơn, nên các bác lưu ý nhá. Và cái phủ vân này nó cũng có hai loại luôn. Một là phủ vân cây tự nhiên thật như thế này. Đó, còn hai là loại phủ giấy. Với loại phủ giấy thì nó sẽ rẻ hơn loại phủ vân nữa. Đó, cho nên giờ có thể nói là các cái dòng gỗ và các cái nguyên liệu nó rất là đa dạng. Cho nên khi đi mua các bác cứ chịu khó nghiên cứu để chọn cho mình được những cái sản phẩm đẹp và phù hợp nhé.